Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô bác anh chị, thân kính mến. Kính thưa cô bác, anh chị em đồng đạo và cô bác trên cộng đồng mạng thân thương. Hôm nay chúng tôi cũng xin trao đổi với cô bác anh chị một phần trong bài của trong lời giảng tiếng Ngọc của ông Sư Giải Bán Khoai, để cho cô bác đồng đạo chúng ta thấy được mà ráng lo để mà chúng ta tu trong cái thời kỳ hạn mơn mạt pháp này. Thì cô bác biết đó là trước thầy có nói đó, đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo đồng son ghi lời, ghi những gì, ghi những cái lời giảng, lời giảng của Đức Phật, của Đức Thầy chúng ta, và ghi lại những hình ảnh gì mà ông Sư Giải Bán Khoai đã thố lộ trong cái quyển 11 hồi này. Vì các ngài không muốn để cho cô bác đồng đạo chúng ta phải xa vào sáu nẻo luân hồi. Vì đồng đạo chúng ta mà cứ lăn cuồng trong sáu nẻo này thì khổ biết mấy cho cái thân mạng của chúng ta. Bởi vì cô bác anh chị đó biết đó, thì từ hồi mà chúng tôi và quý vị đó là lên xuống đến bây giờ là chúng ta không có tu, cho nên chúng ta không có biết là chúng ta được cái bao nhiêu là kiếp trước hay là bao nhiêu kiếp gần đây. Vì thế mà chúng ta hạnh hưởng được như thế này đó, thì chút nữa chúng tôi sẽ trình bày sự hạnh hưởng của chính mình để cho cô bác anh em đồng đạo chúng ta cố gắng hại mà tu nhé. Và để trước khi vào cái phần trao đổi cho cô bác anh chị thì chúng tôi cũng xin là trao gửi cho cô bác anh chị, thì chúng tôi xin đọc một đoạn trong cái bài của ông Sư Giải Bán Khoai để trình bày cho cô bác anh chị chúng ta thấy và hiểu được những gì mà tâm quyết của ông Sư Giải Bán Khoai đã truyền đạt lại. Mà trước khi mà chúng tôi trình bày đó, thì có điều chi sơ sức ngưỡng mong cô bác anh chị trên cộng đồng mạng cũng như cô bác thiện trí thức hãy chỉ dạy cho chúng em những gì mà chúng em đang thiếu sót từ ngữ và từ cử chỉ hành động của chúng em trong bước đường tu tập và trong thời gian để trao đổi cho cô bác anh chị hôm nay. Và chúc cho cô bác anh chị chúng ta vui sống khỏe một ngày để làm trọn trách nhiệm của mình là cư sĩ tại gia, học Phật theo tu nhân theo lời Đức Thầy đã dạy. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, ông Sư Giải Bán Khoai có nói như thế này: thương tha trần hạ đời nay, trời đã mở hội khổ thay nhiều bề, các nơi chư quốc ủ ê bốn phương khổ hại nhiều bề khó tối an. Nhân dân đều mắt tai nạn, đói đau khổ hại rộn ràng trái bán. Dạ, kính thưa quý vị, đó là lời trần thiết của ông Sư Giải Bán Khoai, nói lên hết cái bổn phận của chính mình trong cái thời kỳ chu du quá đạo 2 năm ở kinh Vĩnh Tế, để cho đồng đạo chúng ta thấy rằng cuộc đời của ngài cũng lắm chưng chuyên gài đây mai đó, để đem lại cái lời vàng tiếng ngọc của ngài mà làm tròn trách nhiệm cho công cuộc tu tập của chính mình. Mong cho cô bác anh chị chúng ta hãy cùng hoan hỷ. Và làm như thế nào để bồi đắp lại cho lời giảng
của Ngài được luôn luôn là tươi tươi khỏe và luôn luôn có một cái hình thức tu tập của mỗi người trong toàn đạo chúng ta. Cô bác anh chị ơi, chúng tôi và quý vị chỉ có tu thôi thì chúng tôi và quý vị mới thấy kết quả trong sự hành đạo chính mình và làm như thế nào để bảo trì chánh pháp của các ngài cho được là viên mãn. Vì có viên mãn thì từ tu tập của chúng tôi và quý vị mới đem lại cái sự bồi đắp cho cái nền giáo lý của các ngài được là hoàn hảo thêm hơn. Tại vì quý vị biết không, trong cái thời kỳ mạt pháp này đó, nếu mà chúng tôi và quý vị hỏi thẹn là một tín đồ đối với tất thầy tôn kính, là một tín đồ đối với hệ phái Bụ Sơn Kỳ Hương và các vị hoằng đạo sau Đức Phật thầy cho được thành công viên mãn trong cái công cuộc tu tập đó, thì chúng tôi và quý vị phải nghe lời thầy dạy, thấy không? Tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hai chân. Cả tiếng kêu cùng các chư tăng giới tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thanh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Kính thưa quý vị, vì công đức mà Hoằng Dương Chánh Pháp từ khi Thích Ca thành đạo cho đến hôm nay đã hơn 2.600 năm rồi. Quý vị biết, trong một cái sát na thôi là chúng ta thấy chúng ta không làm tròn trách nhiệm rồi, chứ đừng có nói đến một ngày hoặc là một buổi. Mà chúng tôi và quý vị không lo là tu để mà làm tròn trách nhiệm của chính mình thì nó cũng khổ và uổng cho cuộc đời hành đạo của chúng mình. Vì thế mà Đức Thầy đó, chúng tôi cũng có đọc giảng Đức Thầy, chúng tôi thấy đó, Đức Thầy nói đó, thì hãy tu đi đồng đạo ơi, tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chứ đừng như, tu mà đừng có như nước lớn mà rồng bèn thả trôi không có được, thấy không? Tu là phải nhất tâm thiện nguyện hành y những lời của các ngài đã dạy, cũng như ông mà sư dạy Bán Khoai, ông nói như thế này: thương thai trần hạ đời nay, tức là đời này, phải không cô bác anh chị? Đời nay tức là đời hạ nguyên này, mà ông đã nói thương thai trần hạ đời nay, tức là ông sư và giải Bán Khoai rất thương xót nhân sinh trong hạ nguyên mạt pháp này, không biết bao nhiêu là sự khổ, vì khổ cho nên ngài mới xót thương, ngài mới nói rằng thương thai trần hạ đời nay, tức là hiện thời này mà chúng tôi và quý vị đang sống ở trên cõi đời này. Nó khổ lắm, vì nó khổ từ cái thời gian mà trước đây và thời gian sau này. Thời gian trước khổ là gì? Khổ là đất nước Việt Nam của chúng ta bị trên một ngàn năm đô hộ giặc của Tàu, và trên 100 năm bị đô hộ giặc Tây, rồi 30 năm nhé anh em là Cộng Hòa và chủ nghĩa Cộng sản đã nồi da sáo thịt chia xà là rẽ đất nước Nam và Bắc, nhưng mai thay là nước Cộng Hòa chủ nghĩa xã hội Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người lãnh tụ, là đem lại cái sự hạnh phúc cho chúng ta trên 20 năm trước đã qua. Quý vị không biết không, từ năm 75 cho đến là thời gian sau này rất dài, là dân của chúng tôi và quý vị đã được thái bình. Cô bác chúng ta là cũng được cơm no và áo ấm. Rồi tại vì không biết cái cơ duyên như thế nào mà đến 2019 này, cô bác chị thấy đó, từ 75 năm 1975 mà cho đến 2019 đó, là cái năm mà gần cuối năm 19 thì bệnh dịch của Trung Quốc mà Covid vậy đó, của Trung Quốc đó, nó lại phát hiện trên đất nước của Trung Quốc, rồi nó lan diễn ra các
nước trên là Tây Âu. Quý vị thấy giờ nó khi mà đem cái bệnh dịch đó rồi đó, cô bác anh chị thấy khổ không? Khổ rồi. Cho nên ở đây ông Đức Phật thầy Tây An, ông nói đây là cái lời sấm truyền của ông sư Giải Phái: thương thai trần hạ đời nay, thấy không, trời đà mở hội khổ thai nhiều bài. Quý vị thấy không, đời đã khổ rồi mà đức Phật, mà ông sư Giải ông còn nói nữa trời đà mở hội khổ thôi nhiều bề. Mở hội là mở hội gì đó, thì ở đây đồng đạo chúng ta nên cố gắng mà tu đi. Còn việc mà mở hội lập cái gì hay là làm cái gì cho cái của ông Phật đó, thì các quý vị đồng đạo ơi, nên để cho đồng đạo, để cho ông Phật cũng lo. Cũng như bây giờ, tại sao chúng tôi nói như thế, là chuyện thiên cơ, ngang chuyện thiên cơ của thầy, của Phật, thì để các vị Bồ Tát và chư vị Phật Thánh người ta lo. Còn đồng đạo của quý vị và tôi thì đừng nên lo chuyện của nhà nước nữa. Thì nhà nước có chính phủ, có chính phủ người ta lo tất cả những gì mà người ta đã lo rồi cho là đồng cho người dân của người ta. Bởi vì là người ta là chủ quản của một cái nước, thì người ta sẽ biết đói no ấm lạnh, làm thế nào cho người dân là được phát triển kinh tế xã hội thì người ta mới được vui. Cho nên hôm nay, dạ kính thưa với cô bác anh chị, để tiếp tục lại cái phần để mà trao đổi hôm nay đó, thì chúng tôi cũng xin đọc lại cái câu thứ hai là trời đà mở hội khổ thai nhiều bề. Thì quý vị thấy không, thật mà mở cái hội không có dễ, thấy không, phải khổ khó dữ lắm. Mà trong khổ khó của Phật thôi, A Di Đà Phật thôi, mình đừng nên để tâm vào ông cô bác anh chị, mà mình để tâm rằng chắc chắn là ông Phật có mở cái hội gì đó. Thì thôi, bây giờ chúng ta chỉ chắc chắn là có mở đi. Nhưng mà chúng ta đừng có nghe, đừng có để tâm, để lo lắng. Thì vì của ông Phật á, thì ông Phật sắp đặt, vì Đức Thầy nói rồi, tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển xây trái đất một màu, đặng lừa lọc con tiên cháu Phật, gồm một nơi sửa sang tim tắc, chứ không phải là nó khổ gì hơn. Mà khổ là khổ những người không tu mà thôi, mà cô bác có tu rồi không có khổ đâu cô bác anh chị ơi. Nhưng mà A Di Đà Phật, chúng em xin là khuyên cô bác anh chị nghe cái câu nói này, trời đà mở hội khổ thai nhiều về, thì chúng ta đừng nên để tâm vào chỗ khổ, mà đừng nên để tâm vào chỗ mở hội, mà phải để tâm vào chỗ tu tập của chính mình đó, có được tu hay là không tu. Vì nếu mà để tâm vào chỗ đó thì tôi tin tưởng rằng mọi người như một, chúng ta đều phải băn khoăn lo sợ mà không tu. Vì người tu chỉ có khi nào để tâm bình tĩnh được thì phát huệ, thì A Di Đà Phật để đó đi. Mà chúng tôi mong mỏi rằng làm sao cho toàn thể cô bác anh chị chúng ta hãy nghe lời thầy dạy, nghe lời ông sư Giải Bát Khoa dạy. Và việc và người xưa nói đó, chuyện của Phật thì để Phật lo, chuyện của nhà nước thì để nhà nước các ông lo. Còn đồng đạo chúng ta chỉ có lo chung tay với nhà nước những gì mà như nhà nước đang cần. Cũng như ngày xưa đó, ngày xưa đi, trong đời nhà Trần, khi mà giặc Nguyên Mông vào đất nước Việt Nam chúng ta rồi, thì vua nhà Trần mới mở hội là Diên Hồng. Mở hội Diên Hồng tức là người xưa nói là hội Bình Thang đó. Nó hai từ đó, hội Bình Thang cũng là hội Diên Hồng. Rồi để trưng cầu dân ý, có nên hợp tác cùng nhau đánh là đuổi xâm lăng ra khỏi nước hay không. Vì lòng dân là lòng trời, ý dân là ý của chính phủ, của vua. Vì thế mà cho nên khi mà toàn dân nước Việt chúng ta, từ trẻ già cho đến những cụ lão, từ Nam chí Bắc đều đưa tay lên và đánh đuổi quân Nguyên Mông ra khỏi nước, thì vua nhà Trần thi hành nhiệm vụ, trong đó có Trần Quốc Toản, là một người sau này được xưng là Trần Hưng Đạo Dương,
đánh đuổi quân Mông Nguyên ra khỏi nước, quý vị thấy không? Là để độc lập cho nước nhà của mình khỏi tay nô lệ, trong sót ngót là 1.000 năm đô hộ của trên 1.000 năm đô hộ của Nhật Tào. Và hơn nữa sau này dân dân Việt Nam của chúng ta cũng là đó, chung tay để làm thế nào bảo vệ cho quê hương đất nước không bị nô lệ 100 năm của người Pháp, do đế quốc Pháp đã vào dài xéo nước Việt Nam của chúng ta. Và sau thời gian của Pháp rồi thì quý vị thấy là nước Việt Nam của chúng ta đã chia ra Nam Bắc, do lòng tham của những người chế độ của là Ngô Triều. Quý vị thấy không? Họ vì cái đồng tiền và họ ham sống để họ đem Mỹ vào Việt Nam. Rồi cái là họ là mượn cái tay súng của Mỹ đó, họ đàn áp là cô bác anh chị của người cộng sản. Nhưng mà người cộng sản của mình đó là một cái hiểu biết được là do đâu, là do sự đoàn kết của Hồ Chủ tịch, người đã mà miệt mài từ thở nhỏ đi dạo các nước trên thế giới này, đem cái gì hạnh phúc lại cho toàn thể đồng bào trong nước Việt Nam, còn được cõi mở xích xiềng nô lệ cho quân Pháp, của quân Pháp để bảo vệ đất nước Việt Nam mà thôi. Vì thế mà chúng em muốn nói lên đây là gì? Vì thầy đã nói đời phải biết suy kim nghiệm cổ, thông cơ đồ mới dựng nghiệp thánh hiền. Muốn làm sao cho đồng đạo chúng ta thấy đời phải có trước và có sau, và có những sự sắp đặt của Phật trời ngày xưa rồi, thì để chúng ta tu, chứ không phải tôi nói lên đây để cô bác đồng đạo chúng ta mà thấy rồi mà chúng ta không tu. Đó là cái lời mà Đức Thầy đã nói của ông Sư Giải Văn Khoai, nói trời đà mở hội khổ thai nhiều bề, khổ là dữ lắm, không bút bực nào tả hết sự khổ này đâu cô bác. Và Ngài còn nói ra các nơi chư quốc ủ ê. Dạ thưa quý vị, có ủ ê hay không? Có ủ ê hay không mới được. Vì đất nước Việt Nam của mình đó, được năm 75 được giải phóng rồi, được thanh bình an vui rồi, cô bác lo cài lo cấy đất nước Việt Nam của mình đó, là được phát triển kinh tế xã hội trong mấy mươi năm vừa qua, mà không biết đâu cái sự tai họa của người phương Bắc đã đem lại cái bệnh Covid. Rồi từ cái cuối năm 2019 đã đem lại cái sự bệnh dịch lan tràn. Rồi từ đó đến bây giờ, như lời thầy nói đó, là khổ với thảm, khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bay hồn, có bay hồn không quý vị? Từ ngày bệnh Covid trở về đây đó thì bay hồn khiếp vía kể từ đây nữa chứ đừng, là người đói, người đau, người khổ đó. Nhất là cô bác của chúng ta đó, là các nước trên thế giới ủ ê không? Nội cái khổ mà 3 tháng thôi, ủ ê không cô bác? Ở là Đồng Nai, ở Bình Dương, ở Long An, ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái sự ủ ê đau khổ này không biết bao nhiêu mà cho suốt. Cho nên á, khi chỉ thị 16 đã qua, cô bác chị thấy đó, thì cô bác ở thành phố Hồ Chí Minh, người ta mới là chen lắng với nhau, đổ xô với nhau để mà đi về quê hương của miền Tây nước Việt. Rồi nhiều cái sự đau khổ đó, cô bác thấy không? Đi có người đi bộ, có người thì trốn về đi bộ, có người thì được nhà nước cướp về bằng xe. Nó nhiều cái, nó khổ dữ lắm luôn. Cho nên ở đây không phải riêng Việt Nam mình đâu, mà Đức Thầy nói là các nơi chư quốc ủ ê, bốn phương khổ hải, nhiều bề khó an. Không có gì thấy an đâu. Là bệnh dịch này đó là điên đảo, nát đầu hết trơn, óc hết trơn của các thủ tướng, là các nước trên thế giới đều lo lắng. Nó nhất là quý vị thấy như ông thủ tướng mình thôi, Vũ Đức Đam,
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ, nó luôn luôn là cái đầu óc của các ngài không có khi nào mà dời đi cái sự lo âu hết trơn, làm thế nào cho là bệnh Covid được đẩy lùi, thấy không? Mà mai thai cái là thời gian vừa qua cũng rất là được sự chung tay đồng hành của đất nước, kêu gọi toàn dân đoàn kết đẩy lùi bệnh dịch, cho nên cái chỉ thị số 16 được hạ dần, rồi được hạ xuống rồi thì cô bác ở trên đó là miền trên thành phố Hồ Chí Minh đổ xô về miền Tây, thì hôm nay hay nhân dân miền Tây trong này có xã Vĩnh Lợi chúng tôi đó, thì phải chung tay với nhà nước, nhưng phải là làm thế nào để là cho cô bác của mình đi về đó, ở trên chiến ta tiến đầu đi về đó được có sự an sinh, mà đó là an sinh gì, an sinh xã hội mà người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta phải làm. Ở đây thì chúng tôi xin thông báo với cô bác anh chị đó, thì trong 2 ngày vừa qua rồi thì xã chúng tôi rất cô bác về rất đông, trên là mấy trăm người, thì ban trị sự xã Vĩnh Lợi chúng tôi phải chung tay góp sức để mà cùng nhau là chung lo là cấp gạo ha, như là chú Sáu Quấn ở bên Mỹ gửi về cho chúng tôi được 100 phần quà, tức là một tấn gạo, trong đó có nước tương và đường. Rồi chúng tôi đã ra phát cho vị chính quyền đó địa phương lên đây hội ý với chúng tôi là thôi chú ba ơi, chuyến này mình phát cho là những người đi từ thành phố về mà thôi, được không chú ba? Tôi nói cái đó là các cháu nói đó cũng là cái sự hợp ý, thì thôi các cháu nên cố gắng làm. Thành ra từ 2 ngày nay thì chúng tôi cũng vất vả lắm cô bác, nào là lo gạo, lo nước tương, lo đường, rồi nào là đo đi rồi kiếm là rau ngũ quả về đẳng là đem cho là mấy trăm hộ trong xã mình để có sống hàng ngày. Chừng nào cô bác được an vui thì chúng tôi mới được an vui. Vì thế mà Đức Thầy có nói, ông ba nói là bốn phương, ông sư giải ông Phai nói chứ, bốn phương khổ hải nhiều bề khó an, nhân dân đều mắc tai nạn. Cái này không ai ha, không ai tránh khỏi cái không, tai nạn không khỏi phải không? Dầu mình không có bệnh mình cũng bị bệnh thôi à. Bị tai nạn rồi phải lo cho người ta cũng bệnh thôi à, mình lo thế cái mình lo, nhưng mình lo là khỏe lắm phải không cô bác? Mình lo mà là khỏe chứ không có như người ta, thấy không? Như người ta khổ, còn người ta khổ người ta không biết về đây người ta có sống được như thế nào không, hay là về đây thì cô bác địa phương có niềm nở là lo cho mình hay không. Nhưng mà thật sự với quý vị, đó là chủ nghĩa xã hội bây giờ hiện giờ của nước Việt Nam chúng ta đó, rất chu đáo việc này nha, lo an sinh cho xã hội, không phải một mình chính quyền không mà điều cả. Là chúng tôi và quý vị thấy đó là mình là Đức ông nói rằng đó là bốn phương khổ hải nhiều bề khó an, nhân dân đều mắc tai nạn. Tôi nói với quý vị là mình đều mắc tai nạn hết, dù mình không lo, mình không bệnh, mình không đói thì mình phải lo, bởi vì mình chung tay với chính quyền mình mới lo thôi. Cũng như nói thật sự gì, chính quyền nha vất vả lắm, một người cán bộ của chính quyền rồi nha, thì từ sáng mơ đến chiều á, có khi trưa không nghỉ trưa được như hồi xưa nữa. Hồi xưa người ta bằng việc không có bệnh dịch này, nó là bằng việc còn thứ bảy với chủ nhật đó, với buổi trưa nào có nghỉ hết. Mà bây giờ hết nghỉ rồi, từ sáng tới chiều, chiều tới tối đều phải có những cái cuộc mà hội họp để mà làm sao lo cho cô bác á, là từ ở thành phố Hồ Chí Minh về xã phường thị trấn của mình mà thôi ha. Cho nên ở đây đó thì chúng tôi cũng muốn nói để cho góp ý với cô bác đó, thì ông nói rằng là nhân dân đều mắc tai nạn, đói đau khổ hải nhộn nhàng trái ban nữa. Nhưng mà trái ban thì bây giờ thấy không, gà thì chưa có phải không, nhưng mà không biết tới chừng nào không có mà không có biết được, vì nạn ban trái thêm phần con nít đó quý vị đó. Sau này ông là ba ông đã nói rồi thì mình thôi A Di Đà Phật để đó đi. Bây giờ mình thấy rằng ở đây thì mình chỉ có đói đau khổ hải thôi, ngộn ngày rộn ràng đó, chỉ bây giờ chỉ có đói với đau. Nhiều khi đói là gì, đói là chúng tôi và quý vị đó là lo cho cô bác ta đừng có đói, còn đau là những người ta mắc bệnh Covid thì phải đau nữa, phải không? Nên là vậy thôi. Ở đây thì chúng ta lấy 6 chữ trước đi, là đói đau khổ hải rộn ràng trái ban. Thì giờ chưa có trái ban thì thôi giờ gác cầu nguyện từng trái ban đi, để làm thế nào để bảo hành được cái thân mạng của chính mình. Thì ở đây chúng tôi cũng để đọc lại rồi chúng tôi sẽ gom lại cái ý của bài
để là làm thế nào để trình bày cho cô bác anh chị em chúng ta thấy được cái ý bài như thế nào, để chúng ta ngồi có một cái suy tư, cũng như Đức Thầy nói đó, đúc cảnh diệt thường nên coi kệ giảng và giữ gìn thông qua nước nhà là chỗ này. Nhân là khi cảnh diệt rồi, đồng đạo ơi hãy coi kệ giảng đi, ăn mặn ở đích chút đi, coi kệ giảng để lo tu cho công thời này đi. Nhân nghe cô bác anh chị, Đức Thầy nói thương thai trần hạ đời nay, trời đà mở hội khổ thai nhiều bề, các nơi chư quốc ủ ê, bốn phương khổ hải nhiều bề khó an, nhân dân đều mắc tai nạn, đói đau khổ hải rộn ràng trái ban. Đó là 2, 4 và 6 câu giảng mà của ông sư Giải Bán Phai đã nói. Quý vị thấy không, 4 câu 6 câu giảng thôi, nhưng mà hàm ý uyên thâm, một lời tuyên đáng, một lời trần tình đau thương thống thiết cho nhân sinh trong cõi hạ quân mạt pháp này, và những lời hối thúc kêu gọi toàn thể cô bác đồng đạo của chúng ta hãy vì cái bổn phận, vì tương lai của cuộc sống và vì cửu quyền thất tổ chúng ta trên cõi hạ quân này, hãy ráng lo tu tỉnh để làm thế nào để mình cùng đồng hành, để cùng đồng hành với chư Phật, chư Thánh và chư Tiên, để cùng nhau giữ vững niềm tin rằng mình tu sẽ đạt thành ý nguyện. Vì thường thường người xưa, vì trong cái bài mà ngồi niệm Phật đó, Đức Thầy có dạy đó, mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện giái thân này khỏi đọa xa, muôn đạo hồng quang quay Đức Phật, soi đường minh thiện đến Long Hoa. Con xin kính chúc cho cô bác đồng đạo gần xa, xin kính chúc cho cô bác anh chị đồng đạo của chính mình, hãy nên nhớ lời Thầy dạy, theo đời gương phẩm Thích Ca, dốc đem tâm trí tầm ra đạo màu. Ánh sáng đạo từ lâu đã có, khuyên cô anh chị bác nhớ rằng, đời mình chỉ có tu thân, kỳ ba lập hội long dân giữa kề. Chúc cho cô bác hạnh hưởng vui niềm an lạc, chúc cho cô bác vui sống tươi trong mái ấm của tình thương đạo đức vuông tròn. Chúc cho đất nước an bình, quốc dân an lạc, hảo hòa muôn dân. Nam mô A Di Đà.